Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chào các bạn là để mình chia sẻ với các bạn về cách làm món trà sữa Thiên Châu tại nhà đây các bạn ơi. Đây là sản phẩm của mình sau khi đã làm xong. Sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm nhé. Các bạn cần phải chuẩn bị những cái nguyên liệu và những cái đồ dùng sau đây. Thứ nhất là sữa. Ở đây mình sử dụng sữa tươi. Thì ở đây mình đã sử dụng sữa đặc rồi, cho nên là mình sẽ sử dụng sữa tươi ít đường các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể sử dụng sữa tươi bình thường có đường cũng được, hoặc không đường, đấy là theo sở thích của các bạn. Nếu các bạn sử dụng sữa tươi không đường thì các bạn sẽ cho thêm đường. Đó, mình sử dụng một hộp sữa 180ml. Và tiếp đến ở đây đó là 100ml sữa đặc. Các bạn có thể sử dụng sữa ông thọ hay sữa hoàn hảo, sữa gì đấy, đấy là sữa của các bạn, sữa đặc nhá. Và tiếp đến ở đây là chân trâu. Chân trâu thì mình đã mua cái chân trâu đóng sẵn đấy các bạn, với kinh tế cũng không đắt lắm, nó chỉ vào khoảng 25-30 nghìn một cân thôi, cho nên là các bạn làm rất là tiện. Bởi vì là nếu các bạn không làm cái này, không có cái này, thì các bạn có thể sử dụng bằng cái hạt chân trâu mà mình tự làm, tức là mình có thể mua bột năng về mình làm. Thế nhưng mà rất là lích kích, các bạn mua như này thì nó rất là tiện và các bạn ăn được những cái món này rất là nhanh. Đó. Và tiếp đến là mình sẽ sử dụng là trà nếp tông. Các bạn có thể sử dụng là hồng trà, cái gói hồng trà bán ở ngoài cái cửa hàng tạp hóa ấy. Thì các bạn mua đây, nếp tông thì nó như thế này. Đó, các bạn lấy ra, trong này có rất là nhiều gói. Thì các bạn sẽ lấy ra từ tùy theo cái lượng mình ăn. Thì ở đây mình nấu nhiều ấy, thì mình sử dụng 5 gói trà nếp tông. Nếu với một lượng gói này, các bạn có thể pha với 200ml nước, sau đó các bạn cho khoảng 50ml sữa đặc và 100ml sữa tươi là các bạn sẽ có được một cốc trà sữa rất là ngon. Còn cái lượng chân châu này các bạn cho nhiều hay cho ít thì tùy theo các bạn nhé. Thì thôi, vì ấy thì các bạn sẽ làm tại nhà, các bạn được thưởng thức những món trà sữa yêu thích của mình nhé. Thì bây giờ trước hết là mình sẽ đi luộc chân châu. Chân châu đã. Đó các bạn nhé. Đây, thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái nồi nước, mình đang đun nước sôi như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đổ chân châu vào các bạn nhé. Đó. Các bạn sẽ dùng cái đũa các bạn quả nhẹ nó ra cho nó đỡ phải dính vào nhau ấy. Thì khi mà sôi thì các bạn cho nhỏ lửa đi và để cho nó sôi lăn tăn thì nó chín từ trong ra ngoài các bạn nhé. Bạn đừng lên cho lửa to quá. Và mình cứ để nó sôi nhỏ nhỏ đã. Và bây giờ mình sẽ đậy vung vào để cho nó sôi âm ỉ nhá các bạn nhá, cho nó chín ạ. Thì trong cái thời gian đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước đây để mình pha chè các bạn nhá. Đấy, thì mình đun nước vào nồi mình pha cho nó thoải mái. Và khi sôi thì các bạn sẽ cho trà vào. Bây giờ mình để vung vào sôi. Đó. Và đây, mình quay ra mình xem cái nồi trà sữa của mình như thế nào rồi. Cái nồi, xin lỗi, đây là chân châu. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn để sôi nhẹ nhẹ nhé, để cho nó chín này. Khi nào nó trở thành màu đen tắt thì nó là chín các bạn nhé. Đó, mình cứ để cho nó sôi đã. Tất nhiên là mình cũng phải sôi từ 7 đến 10 phút, có thể là hơn, tùy theo cái châu của mình đã bỏ ra ngoài nó hết lạnh hay chưa. Ở đây các bạn để xem là cái nồi nước đã chuẩn bị sôi rồi. Bây giờ mình sẽ cho trà vào. Các bạn như thế này, các bạn có thể cắt cái dây này ra. Các bạn thả luôn vào cũng được các bạn nhé. Đó. Đấy, khi sôi lên là nó sẽ phai ra màu. Mình gắp cái này ra. Các bạn xem, nồi nước của mình đã sôi rồi và cái trà cũng đã pha ra rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ hãm ở đấy khi sôi thôi, nó là thôi các bạn nhé. Bây giờ mình tắt bếp đi và mình đậy bên này. Mình hãm cho khoảng độ 5 phút sau mình sẽ bỏ ra. Thời gian mà chờ đợi cái chân châu nó chín thì các bạn sẽ, cái trà này mình cũng pha được lâu rồi đây, được 5 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt cái này ra. Đó các bạn nhé, mình vớt ra này.
Và bây giờ mình sẽ cho sữa vào. Mình sẽ cho sữa vào này. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn ấy, thì các bạn có thể cho thêm. Còn như mình thì như thế này là đủ rồi. Đó, thì bây giờ mình chỉ cần cho thêm một hộp này. Các bạn có thể cho 1 phần 2 hộp thôi vì là cái màu. Đó. Mình cho cái này vào. Thì cũng có thể là cái này các bạn pha cái sữa đặc này vào đã. Các bạn để cho nó nguội đi một chút xong mình mới pha cái sữa tươi này vào nhá. Đó, mình để cho nó nguội đã. Để mình click vào mình pha cái sữa đặc cho nó tan ra đã. Nha. Quay ra mình kiểm tra xem cái nồi trân châu của mình nó đã ổn chưa. Wow, chín rồi các bạn ơi. Đây. Đó. Này. Chưa được chín, mình sẽ om thêm một chút nữa nha. Mình sẽ đun thêm một chút xíu nữa cho nó chín đi các. Đây các bạn ơi, cái này của mình đến đây đã ok rồi. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị một cái bát nước như thế này. Có đá nước lạnh nhá. Rồi đó mình vớt cái này vào đây các bạn này. Đó. Đó. Rất là ngon đúng không ạ? Thì ở ngoài hàng ấy, trân châu này nó có hai loại đấy các bạn. Tức là có một loại trắng và một loại đường đen. Thì mình mua cái loại đường đen này cho nó ngon. Trân châu này không để. Đó, các bạn nha. Đây, mình ngâm ở trong đó. Thì bây giờ mình lại vớt ra một cái bát như thế này. Để sau đó mình ngâm với nước đường ấy. Các bạn có thể ngâm với nước đường các bạn cô đặc. Các bạn cô của nó xinh xánh ấy. Đấy, hoặc các bạn có thể sử dụng mật ong. Các bạn ướp vào nhé. Đây thì mình có mật ong đây thì mình sẽ cho vào như thế này cho nó ngấm vào trân châu ấy, nó ngọt đấy. Đó, cũng không cần nhiều đâu các bạn ạ. Thì mình có mật ong này thì mình cho vào rất là thơm. Các bạn có thể nấu nước đường ấy. Các bạn ngâm cũng rất là ok nhé. Thế là đây là các bạn muốn ăn cái trân châu nó ngọt. Còn không thì các bạn có thể ngâm với nước lọc cũng được, cái trân châu nó không dính vào nhau á. Đó. Thì mình để ở đây khoảng 10 đến 15 phút, 5 phút nhá. Rồi, thời gian mình ướp cái này nó cũng đã ngấm vào rồi đây. Đó. Thì bây giờ mình quay sang cái nồi trà đây là sữa vừa xong của mình đây, mình cũng đã nguội rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ cho cái sữa đây vào nhá. Quấy đều vào lên. Thì các bạn thấy là với cái kinh tế mình làm ở nhà như thế này thì các bạn thấy rất là đó. Thế là mình đã có trà sữa đây rồi, trân châu đây rồi. Thì bây giờ mình tiến hành cho vào thôi. Và đây các bạn sẽ chuẩn bị một chút đá xay có sẵn đây rồi nhé. Mình đã chuẩn bị đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho vào cái cốc này, vì đây là ở nhà mình. Mình cũng chẳng phải cái gì cả. Đó, thì trước mắt các bạn sẽ cho cái loại trân châu vào. Trân châu đây thì hình như mình ăn cũng thấy mềm đấy ạ. Đó, thì các bạn ăn nhiều trân châu thì các bạn cho nhiều trân châu nhé. Đó, và bây giờ mình sẽ cho cái này vào. Thì các bạn thấy với cách làm rất là đơn giản như thế này. Thì các bạn thấy có những cốc trà sữa rất là theo ý thích của mình. Vị ngọt hoặc vị nhạt. Đó các bạn nhỉ. Và đây là đá. Đá các bạn nhé.
bạn sử dụng đá, các bạn đập, nếu mà hạt to thì các bạn đập nhỏ ra, còn không thì các bạn sử dụng cái đá gọi là đá bi ấy. Đấy. Đó. Và đây mình đã có ống hút. Thì các bạn thấy thì xem là cái sản phẩm của mình rất là ok. Các bạn thấy chưa? Đấy, chân châu rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Thế là sản phẩm trà sữa đến đây đã rất xong, đã xong rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm những cốc trà sữa ở trong gia đình nhà mình ăn thật là hợp khẩu vị với gia đình và rất là hợp với thích của các bạn nhỏ trong gia đình nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có nhiều những video, tham khảo những video của mình thật là hữu ích để làm cho những gia đình nhà mình thật vui vẻ nhé. Và được có những cốc trà sữa và cái món ăn thật ngon, thật tuyệt vời các bạn nha. Xin chào các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.